Thưa quý vị, mặc dù năm 2018 là năm thứ ba liên tiếp, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kéo giảm cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và bị thương. Nhưng không thể phủ nhận, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Số vụ tai nạn giao thông rất là nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Số vụ tai nạn giao thông tự gây, tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia còn nhiều, tác động xấu đến nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Do vậy, trong năm 2019, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ thực hiện quyết liệt hơn một số giải pháp có yếu tố răn đe nhằm giúp nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân. Một trong số đó là tăng cường tuần tra kiểm soát trên những tuyến đường trọng điểm, đảm bảo khép kín địa bàn. Tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 của tỉnh, vấn đề tăng cường tuần tra khép kín tại một số tuyến đường, đoạn đường trọng điểm được các đại biểu đặc biệt quan tâm. Nguyên nhân xuất phát từ việc phân tích hồ sơ tai nạn giao thông, phân tích tâm lý của người tham gia giao thông của cơ quan chức năng và thực tế triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại một số địa phương có tỷ lệ kéo giảm tai nạn giao thông nhiều nhất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, người tham gia giao thông thường có tâm lý đối phó với lực lượng chức năng và chỉ chấp hành nghiêm các quy tắc giao thông khi có mặt lực lượng chức năng. Do vậy, các thành viên của Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đề xuất phương án duy trì cao điểm tuần tra khép kín địa bàn trong suốt quý 1 của năm 2019. Chúng ta xác định được những cái giờ mà thường xảy ra tai nạn là từ 6 giờ chiều cho đến 12 đêm, chúng ta tuần tra khép kín địa bàn. Và lực lượng lúc nào cũng có túc trực trên đường thì như vậy chúng ta nghĩ rằng nó sẽ giảm. Nếu được từ đây đến trước Tết trong quý 1 thì chúng ta làm cao điểm, thí điểm cái này. Bây giờ xác định từng huyện, xác định cái tuyến mà xảy ra tai nạn và chết người nhất. Rồi xây dựng lực lượng giữa tỉnh với huyện, cái nào huyện làm, nào tỉnh làm. Quy động lực lượng chúng ta làm thí điểm. Hiện nay thì đề nghị là Xuyên Mộc, Châu Đức, Tân Thành, thậm chí cả Vũng Tàu, thì công chí có cái kiến nghị cụ thể để công an tỉnh đã sân phân bổ lực lượng đấy, để chúng ta sẽ cùng với lại công an địa phương để chúng ta giám sát trên tuyến quốc lộ, thì nhất là trong cái dịp lễ hội này. Tăng cường tuần tra khép kín địa bàn trong một thời gian dài là nhiệm vụ hết sức áp lực, nhất là trong điều kiện lực lượng cảnh sát giao thông còn mỏng, lại phải gánh vác thêm nhiệm vụ tuyên truyền, xử lý tai nạn, giải quyết thủ tục hành chính. Do vậy, ngoài lực lượng cảnh sát giao thông, công an các địa phương sẽ huy động thêm nhiều lực lượng khác để phối hợp cùng cảnh sát giao thông trong công tác tuần tra kiểm soát. Chúng tôi cũng chỉ đạo công an các phường xã là tăng cường cái tuần tra theo cái thẩm quyền của công an phường xã, thì các đồng chí được phép tuần tra ở các cái đường nội ô theo cái kế hoạch được lãnh đạo công an cấp huyện duyệt. Lực lượng này tuần tra thì xử lý thì các cái trường hợp như là không đội nón bảo hiểm vân vân, những cái trường hợp mà lỗi nhẹ. Tuần tra khép kín có trọng điểm trên cơ sở phân tích tình hình thực tế của từng địa phương sẽ là một trong những giải pháp trọng điểm của năm 2019. Kết thúc quý 1, nếu tình hình trật tự an toàn giao thông diễn tiến khả quan, giải pháp này sẽ được tỉnh duy trì ở những thời điểm tiếp theo trong năm. Tất cả các địa phương nghiên cứu những cái đoạn đường nào mà thường xảy ra tai nạn nhất vào giờ nào, thì chúng ta bố trí công an, bố trí đoàn kiểm tra thường xuyên trong cái giờ đó. Thí dụ từ 18 giờ cho tới 24 giờ, thì ngày nào cũng vậy, 18 giờ tới 24 giờ chúng ta có mặt ở đó. Cứ đi lên đi xuống là nếu mà có vi phạm là chúng ta xử lý liền, mà phải xử lý cho nó nghiêm, và năm nay chúng ta sẽ làm quyết liệt cái vấn đề này. Triển khai giải pháp tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kỳ vọng sẽ kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người do tai nạn giao thông gây ra. Đó cũng là cơ sở để kéo giảm tai nạn giao thông trong quý 1, vốn là thời điểm tình hình trật tự an toàn giao thông bất ổn nhất trong năm.